Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa ngày Bính Dần, tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm lư trung hỏa kỵ tuổi Canh Thân, Nhâm Thân, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Dần lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục xung với Thân, Hình Tỵ, Hại Tỵ, Phá Hợi và Tuyệt Dậu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Giải Thần, Đại Cát tốt cho việc tế tự, tố tụng, giải oan, trừ được các sao xấu; sao Thanh Long Hoàng đạo tốt mọi việc, sao Sát Cống Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao Kim Thần Thất Sát; sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Hoàng Sa xấu đối với xuất hành, sao Kiếp Sát kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mở ra cho bạn có được những cơ hội về thăng quan tiến chức hoặc là cơ hội về nghề nghiệp mới cho bạn. Có thể với bạn tuổi Tý, công sức lao động mà bạn đã bỏ ra từ trước tới nay với bạn sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao và sẵn sàng cho bạn một vị trí cao hơn phù hợp với năng lực của mình nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, dù bạn có gặt hái được thành công thì tất cả cũng chỉ là tạm thời. Với bạn nên nghiêm túc tiếp tục lập ra những kế hoạch rõ ràng hơn nữa cho tương lai của mình, chứ đừng có vội vàng với hiện tại rồi lơ là, chủ quan để cho người khác vượt qua mặt mình nhé. Và may mắn hơn, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất hòa hợp, hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm nhau bất cứ điều gì. Nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ một cách nhanh chóng. Bạn và người ấy có thể lên kế hoạch hâm nóng tình cảm trong ngày hôm nay nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có được cơ hội được thăng quan tiến chức hoặc là cơ hội mới về nghề nghiệp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy được người khác đánh giá cao nhờ vào những cống hiến trong công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tiếp tục cố gắng, không vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ chia sẻ với nửa kia những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ vợ chồng có được sự hài hòa, yên ấm.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 94, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và nếu như bạn tuổi Sửu, bạn làm việc không ngừng nghỉ, ngay cả khi mọi người đều muốn làm biếng, thì bạn hãy coi đây như là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng và kiếm được nhiều khoản hậu hĩnh hơn nữa trong tương lai của mình. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, nếu như bạn là người làm ăn và chắc chắn, thận trọng nhưng đôi khi lại còn rụt rè, do dự khi đứng trước các cơ hội. Với bạn tuổi Sửu, bạn đừng có biến đây trở thành lý do khiến cho bạn bỏ lỡ mất những thời cơ đáng tiếc. Bạn cần phải tự cân nhắc, nhắc nhở bản thân mình cần phải dũng cảm và quyết đoán hơn nếu như muốn làm giàu cho mình nhé. Đáng buồn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên bình. Cả bạn và người ấy đều nên chia sẻ thẳng thắn mọi chuyện với nhau, chứ đừng có giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là đi tâm sự những điều bất mãn với người khác, khiến cho tình cảm đôi bên trở nên rạn nứt, khó hàn gắn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy hãy coi thành công là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa hãy dũng cảm hơn khi đứng trước các cơ hội. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ tình cảm vợ chồng không được hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng, hãy tâm sự cởi mở với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 61, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh và đây là dấu hiệu chẳng lành cho vận trình công việc, sự nghiệp của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với sự hãm hại của bạn bè, đồng nghiệp hoặc là những kẻ tiểu nhân, đối thủ trong ngày. Bạn cần phải giữ cho mình có được sự bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó sao cho phù hợp, chớ nên nổi nóng, bốc đồng bạn tuổi Dần nhé. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, dù làm việc gì đi chăng nữa, bạn mạnh cũng đừng có vội đưa ra những quyết định một mình mà cần phải xin ý kiến của những người mà mình tin tưởng, có nhiều kinh nghiệm, có thể thông qua đó với bạn sẽ có được cái nhìn khá là chính xác về mọi việc. Còn nếu như bạn cứ tự cô lập bản thân mình với bạn sẽ khiến cho mọi việc càng trở nên bế tắc, tồi tệ hơn mà thôi. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với bạn tuổi Dần nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Và ngày này với bạn tuổi Dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn cần phải chú ý ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi và thành công. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy chịu sự hãm hại của bạn bè, đồng nghiệp, đối thủ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa cần phải bình tĩnh để đưa ra cách ứng phó sao cho phù hợp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ không nên cô lập bản thân mình với tập thể. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc hãy tin tưởng mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 23, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi tuất. Tử vi tuổi mão thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ giúp, và ngày này nếu như bạn đi làm thì bạn có được một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn tuổi Mão cần phải bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đang ấp ủ từ trước tới nay. Với bạn chớ có chần chừ, do dự, kẹo lại để lỡ mất thời cơ hiếm có với mình. Ngoài ra, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, các mối quan hệ thân quen của bạn cũng có thể sẽ giúp cho bạn gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân dẫn đường chỉ lối mà bạn đã nhanh chóng tìm ra được điểm yếu của mình và cần có cách khắc phục ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai của mình nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão, dù bạn có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, với bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe của bản thân mình. Không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn, quên ngủ, mà bạn tuổi Mão hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, khoa học, đồng thời cần phải chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có được cơ thể khỏe mạnh nhất bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ trước. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, công việc có những bước tiến triển rõ rệt. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, tin tưởng hơn vào tương lai. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi khoa học. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cần phải chú ý rèn luyện bản thân mình ngay từ bây giờ. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, và đây có thể là nguyên nhân khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khó được yên bình. Và dù vợ chồng bạn chỉ có mâu thuẫn vì những lý do rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không có cách cư xử khéo léo thì rất dễ chuyện bé xé ra to, tranh cãi là khó có thể tránh khỏi nhé. Và khi xích mích nổ ra, với bạn và người ấy đều cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để có cách hành xử sao cho đúng mực. Với bạn tuổi Thìn, đừng có vì nóng giận mà nói năng hoặc là hành xử gây tổn thương cho đối phương. Bạn cần phải bao dung cho cả những lỗi lầm của người ấy nữa. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, may mắn là lại đang có được thiên tài trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn sẽ có được cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày hôm nay khi bạn đang có được những cát tinh trợ mệnh. Với bạn tuổi Thìn, bạn nên có cách sử dụng những đồng tiền sao cho hợp lý để tiền tiếp tục đĩa ra tiền, chứ không nên tiêu xài một cách lãng phí, chỉ biết hưởng thụ ở hiện tại bạn tuổi Thìn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, gia đình lục đục, vợ chồng có sự mâu thuẫn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, nên đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, cần phải chú ý cách ăn nói, không nên tổn thương người khác. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên dùng tiền đầu tư, có cách chi tiêu sao cho đúng đắn. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 96, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân Tỵ Hợi. Điều này sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đối mặt với đủ loại rắc rối trong công việc của mình. Và tốt nhất là bản mệnh cần phải suy nghĩ lạc quan hơn, đừng có phiền lòng quá nhiều về những chuyện mà mình không thể chi phối nhé. Với bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, để hạn chế được những rắc rối, bạn cần phải nên tập trung vào công việc của mình và làm mọi việc thật cẩn trọng. Với những lúc bị vu oan, với bạn nên dùng những hành động thực tế để chứng minh con người của mình, và kết quả cuối cùng mọi người sẽ biết được ai là người đúng, ai là người sai. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. May mắn là mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang rất hài hòa. Vì thế, nếu gặp phải vấn đề khó khăn với bạn tuổi Tỵ, hãy yên tâm chia sẻ tâm sự với người ấy. Cho dù người ấy không thể trực tiếp giúp đỡ cho bạn thì vẫn có thể giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn với bạn để tìm ra động lực để cho mình tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải thị phi, cần phải sẵn sàng về tinh thần. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, nửa kia luôn thấu hiểu và ủng hộ mọi quyết định của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tập trung cho công việc, chớ để ý tới lời bàn ra tán vào. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không nên bốc đồng, dễ đắc tội với tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, hãy bỏ ngoài tai những lời nói xấu, đặt điều không đúng về mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 64, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bà tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ tác động tích cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Ngọ, bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc là thuộc lĩnh vực hoàn toàn là mới mẻ đi chăng nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân mình, mà bạn cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kỹ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc là quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể sẽ khiến cho bạn vướng phải những rắc rối ngoài ý muốn, bạn cần phải chậm mà chắc sẽ tốt hơn nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cho thấy đối với những người đang còn độc thân, đang có được nhân duyên rất tốt đẹp với những người khác giới. Và nếu như bạn đang còn độc thân, bản mệnh có thể sẽ có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi mà đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau. Và bạn tuổi Ngọ có thể cho đôi bên cơ hội để trò chuyện và tìm hiểu về nhau nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, kiên trì hơn, đừng có bỏ cuộc khi vấp phải khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, nóng vội quá mức cho nên dễ dẫn đến những sai sót. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, hoàn thành tốt công việc được giao. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 24, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với Thổ. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo sẽ có nguy cơ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay.
Và dù với bạn đang còn độc thân đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần phải chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, tránh để dễ dàng tin theo những lời tán tỉnh của người khác, kéo lại tự rước lấy tổn thương cho mình. Đặc biệt là trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, đối với những người đã lập gia đình rồi thì bạn cần phải chú ý biết giữ mình. Trước khi buông thả bản thân, bạn cần phải nghĩ tới những người thân, đừng có vì một phút ham vui mà gây tổn thương cho những người thân thiết nhất, đồng thời còn làm ảnh hưởng tới thanh danh, uy tín của chính bản thân mình nữa nhé. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này cho thấy nhờ vào bản tính cần cù, biết tiết kiệm và cho dù bạn có mức lương cao hay là thấp, với bạn cũng đã để dành được một khoản tiền kha khá cho mình. Với bạn có thể dành khoản tiền ấy để đầu tư hoặc là mua sắm những vật dụng hữu ích cho mình nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, giữ khoảng cách với những người khác, đừng có để cho kẻ xấu lợi dụng. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có trách nhiệm hơn với gia đình, đừng có để cho người thân bị tổn thương. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính có dấu hiệu được khởi sắc. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hãy dùng tiền cho những mục đích phù hợp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 41, số 64, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được may mắn cho lắm. Khi với bạn tuổi Thân khó kiểm soát được cảm xúc của mình và bạn rất dễ nổi nóng làm hỏng mọi việc trong ngày hôm nay. Và trong ngày này, nếu như bạn có đủ được sự may mắn thì người mà bạn đối mặt sẽ là người thân và họ hiểu được tính cách của bạn mới bỏ qua cho bạn mà thôi nhé. Và trong ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, điều này còn khiến cho bạn trở nên nóng vội vàng hơn. Bản năng thôi thúc với bạn tuổi Thân trong ngày hôm nay không nên vội vàng cam kết hay là quá tin tưởng vào một điều gì đó. Và tốt nhất là bạn nên tin theo những lời mà bản năng mình mách bảo, bởi vì những việc nằm ngoài tầm kiểm soát và sự hiểu biết của bạn rất có thể xảy ra nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc. Điều này nhắc nhở bạn không được lơ là về sức khỏe của mình như trong khoảng thời gian vừa qua. Với bạn tuổi Thân, bạn đã không muốn ăn uống đúng bữa vì áp lực thời gian đảm bảo cho công việc, đã đến lúc bạn cần phải sắp xếp lại cuộc sống của mình sao cho khoa học, hợp lý hơn để sức khỏe của mình được cải thiện tốt hơn nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy cần phải cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa dễ có xung đột với một người có quan điểm đối nghịch với mình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, sự chăm chỉ của bạn không được ghi nhận. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, tránh có những đánh giá quá chủ quan. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, không nên vội vàng quyết định mọi việc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 81, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho công việc, sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đạt được những bước thăng tiến một cách tích cực. Với bạn tuổi Dậu, bạn nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh nhờ vào những sự đóng góp tích cực của mình trong công việc suốt khoảng thời gian vừa qua.
Và bạn Tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, bạn hãy tiếp tục giữ vững về tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, chẳng mấy chốc với bạn sẽ chinh phục được lòng tin của những người lãnh đạo. Và khi được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, với bạn cũng đừng có ái ngại mà rút lui, mà bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình, bạn sẽ nhận ra mình có nhiều tiềm năng hơn như thế nào nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nếu như gặp phải vấn đề gì khó khăn thì bạn nên tâm sự với những người mà mình tin tưởng, tránh giữ mọi chuyện ở trong lòng, vì làm như vậy chỉ khiến cho bạn cảm thấy nặng nề và bế tắc hơn mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy đạt được những bước thăng tiến tích cực trong công việc, sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và lãnh đạo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ đừng có lo lắng khi nhận những công việc có tính thử thách cao. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc lạnh nhạt với nửa kia của mình, vợ chồng bất đồng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim tâm sự với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 81, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào sự giúp đỡ của thiên tài trợ mệnh. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất đó, thậm chí có người còn kiếm được một khoản tiền kha khá chỉ nhờ vào vận may của mình, như là trúng số, trúng thưởng hay là có thể có được một phần thưởng bất ngờ nào đó. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tuất, bạn chớ nên nghĩ tới việc phụ thuộc vào số tiền này để sống nhé. Và ngày này, một số người làm việc chăm chỉ với công việc ngành nghề tay trái cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Với bạn thấy, bạn chỉ cần sẵn sàng bỏ công bỏ sức thì dù có vất vả một chút, nhưng bù lại, bạn sẽ kiếm được một khoản tiền chẳng hề thua kém bất cứ ai cả. Tuy nhiên, ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa xảy ra giữa bạn và nửa kia. Và cho dù có nóng nảy đến mấy thì với bạn tuổi Tuất cũng cần phải đặt mình vào vị trí của người ấy, lắng nghe người ấy, biết đâu với bạn sẽ nhận ra được mình có lỗi sai ở chỗ nào nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ chăm chỉ làm việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc đừng nên sống phụ thuộc, hãy cố gắng kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim có động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy hãy đặt mình vào vị thế của người khác, tránh những tổn thương không đáng có. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 82, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày mùng 10 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Dần Hợi nhị hợp giúp đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ dàng tạo được thiện cảm với những người khác ngay từ lần tiếp xúc gặp gỡ đầu tiên. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và quý nhân sẽ để lại cho bạn có được những bài học hữu ích. Bạn cần phải khiêm tốn học hỏi từ đối phương nữa bạn tuổi Hợi nhé. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bạn đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Vì vậy với bạn tuổi Hợi, hãy tiếp tục cố gắng luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cho những cơ hội để khẳng định bản thân mình và đạt được bước tiến vượt bậc hơn nữa trong tương lai, trong sự nghiệp của mình.
Thêm nữa, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Điều này cũng sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với các thành viên trong gia đình vô cùng là hòa hợp với nhau. Mọi người trong nhà thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất, là động lực để cho bạn cố gắng hơn mỗi ngày nữa bạn tuổi Hợi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gia đình hòa hợp, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, chu đáo, biết quan tâm tới người khác. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, nghiêm túc trong công việc, có được cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, được cấp trên đánh giá cao vì những cố gắng trong khoảng thời gian vừa qua. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.